hôm đó mấy rồi? 11 rồi hả? Sáng đi chưa về. Thưa quý vị và các bạn, cây đa, bến nước, con đò là những hình ảnh quá đỗi thân quen với người dân Đồng Tháp nói riêng và người dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Mỗi bến nước, mỗi con đò là những miền ký ức tuổi thơ không phai mờ, luôn sống mãi với thời gian, là nguồn cảm hứng vô tận để mỗi con tim vùng sông nước vùng vẫy hòa nhịp trên những lời thơ ý nhạc. Thưa quý vị và các bạn, ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp có rất nhiều bến đò ngang như những nhịp cầu tạo nên động lực cho các vùng phát triển. Quốc Thịnh muốn nói đến bến đò Cái Tàu Hạ và bến đò Tứ Phước thuộc huyện Châu Thành, Đồng Tháp, góp phần tạo động lực phát triển các vùng cồn An Hiệp, Bạch Viên, An Hòa, tạo nên một nét riêng cho vùng quê Trù Phú cùng phát triển. Bây giờ Quốc Thịnh mời quý vị và các bạn xuống đò Cái Tàu Hạ và đò Tứ Phước. Hello, học lớp mấy rồi? Lớp 10 hả? Đi học dắt này là về buổi trưa rồi ha? Mấy đứa ở xã An Hiệp hả? Ráng học giỏi nha, sao tao nhờ được vậy nữa. Hello. Cảm ơn cô nha, cho mình lên YouTube nha. Cái này mình xã nào với cô? Xã An Hiệp hả? À. Đây ông lấy đò, quên nữa, ông lấy phà, xin lỗi. Hello, chào khán giả các coi. Đúng rồi. Dịp đi giao hàng bên bến đò Tứ Phước này thì mình review cho các bạn xem cái cảnh qua đò qua phà. Không lớp mấy rồi con? Không lớp mấy rồi? Lớp 6 rồi hả? Ráng học nha, không thỉnh nhờ đâu coi. Vé số bán đắt không thì có vé số. Ngày được mấy trăm tấm. Trời ơi hay vậy à? Vậy là quá hay rồi. Mỗi bến đò đều mang lại giá trị và lợi ích kinh tế, tinh thần khác nhau, nhưng mỗi chuyến đò như là những nhịp cầu nối liền những ước mơ, những hoài bão, miệt mài nâng đỡ, hoài vọng yêu thương. Trên mỗi chuyến đò, chúng ta thường bắt gặp người công nhân, viên chức, giáo viên, học sinh, người buôn bán, vân vân. Tất cả như hòa nhịp, ngưng động,
rồi lại hối hả khi con đò vừa cập bến. Mấy đứa học lớp mấy à? Lớp 10 hay lớp 9? 11 rồi hả? Trường nào vậy con? Châu Thành 1 hả? Hả? Châu Thành 1 hả?
mỗi bến đò như những người thương, chung lòng, chung thủy, dù con nước lớn hay con nước rồng, dù đêm hay ngày, con đò ấy vẫn miệt mài, chuyên chở những ước mơ, những yêu thương, tạo nên những gắn kết, động lực, để những hành khách khi qua lại bến đò đều cảm nhận được lòng chung thủy, nhiệt thành. Bến đò Cái Tàu Hạ và bến đò Tứ Phước cũng không nằm ngoài những ý nghĩa thiết thực đó. Những bến đò này đều mang lại những giá trị thiết thực cho người dân vùng cồn An Hiệp, Bạch Viên, An Hòa, Tân Lễ, Hội Sinh, góp phần xây dựng quê hương Châu Thành, Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp. Đến đây, video của Vương Quốc Thịnh xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.